Anh biết múa phở lo không? Tôi múa được bạn múa còn gần bằng Tú có người yêu cơ. Lên nha. Anh em xem pha này tôi canh này. Đấy, tôi đợi Na ra tôi múa anh em xem lướt nhá. Ui giời, pha này hơi lỗi tí anh em. Pha này hơi lỗi tí mới 0-2 thôi. Ui giời, vãi cái gì? Bây giờ mới chơi thật này. Được. Hảo án. Và đó là danh có người yêu cầm trong tay Florentino anh ấy múa nhà lên nhạc nào. Lên nhạc buồn hoa tàn nhá, lên nhạc. Ui dồi ôi, pha này hơi lỗi tí anh em ạ. Bây giờ tôi không nhường nữa nhá, lên nhạc. Bây giờ nhả tầm đấy kêu rồi, bây giờ tôi chơi thật này, bạn biết nhả hoa mua Flo lao vào múa. Ui dồi này nằm xuống à. Ui dồi ơi, hóa thân thành Tú có người yêu mà. Ôi danh dồi có ôi. Người yêu còn gì. Pha này mít với AD đuổi tôi này, tôi chạy xong tôi chạy vào trong bụi quay lại nhặt hoa thì cần hai luôn anh em ạ. Thế là được đốc bực kêu ấy chứ. Rồi lao ra tôi múa, ui rồi nằm xuống rồi. Ôi dài ơi. Không có đâu. Và đây là danh có người yêu với quân bài Florentino. Anh ấy đang canh góc, anh ấy lao ulti vào. Nói chung là tôi không biết múa vừa lo anh em ạ. Múa bừa, múa theo cảm tính thôi. Cả vác vào danh 4x kiểu test tướng thì tem may, tem mày nó không chửi là may lắm rồi. Có 63 đấy mà, ít mà SP bên kia còn 36 kìa. Ôi trời ơi.